Trước đó, Quỳnh quen một người có tên là Bé Gù ở tỉnh Đắk Lắc và người này đã đặt vấn đề với Quỳnh là muốn mua số lượng lớn ma túy đá. Ngày 18 tháng 6, Quỳnh liên hệ rồi mua được trên 130 gram ma túy đá từ một người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh với giá 43 triệu đồng. Sau đó, Quỳnh đã liên lạc với Bé Gù ở tỉnh Đắk Lắc và hai bên thỏa thuận bán lại số ma túy trên với giá 98 triệu đồng. Đến 22 giờ ngày 18 tháng 6, Quỳnh rủ bảo rồi cả hai điều khiển chiếc xe ô tô này lên tỉnh Đắk Lắc để giao số ma túy. Tuy nhiên khi cả hai đang đứng chờ khách ở xã Yatu thì bị một tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Buôn Ma Thuột phát hiện bắt giữ. Được biết Quỳnh từng có một tiền án 3 năm 6 tháng tù giam, còn Bảo có một tiền án 7 năm tù giam cùng về tội tàn trữ trái phép chất ma túy và cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy đá.